Xin kính chào quý vị bà con đã đến với chuyên mục phát triển thủy sản bền vững. Thưa quý vị và bà con, thời điểm Ủy ban châu Âu EC dự kiến sang Việt Nam để kiểm tra việc thực thi các khuyến cáo nhằm gỡ thẻ vàng thủy sản không còn xa. Vì thế, các địa phương ven biển Nam Trung Bộ đã và đang huy động toàn bộ hệ thống chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu, vừa chủ động kiểm soát các nguy cơ, vừa phù hợp với thực tế nghề cá tại địa phương đem lại hiệu quả. Từ đó mới đảm bảo tính thực thi bền vững cho các mô hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp hướng tới nghề cá chuyên nghiệp. Đây là nội dung mà chuyên mục phát triển thủy sản bền vững hôm nay chuyển đến quý vị và bà con trong phóng sự sau. Thiếu giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật trong khi đi đánh bắt hải sản, ngư dân Nguyễn Xuân Lãnh bị phạt 5 triệu đồng. Số tiền phạt không quá lớn, nhưng chuyến biển vừa rồi, ngư dân này bị giảm bớt thu nhập. Tuy nhiên, quyết định xử phạt ấy giúp ông càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Tại tỉnh Phú Yên, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 42 trường hợp với số tiền gần 400 triệu đồng. Vừa rồi là đi cũng có sơ ý chút là quên đem cái giấy tờ, gặp bộ đội biên phòng thì anh cứ kiểm tra, thì trong quá trình thì như vậy thì giấy tờ của cái giấy nó bị tệ hạn, rồi anh em bộ đội biên phòng thì chỉ dẫn giùm để hồi phục giấy tờ lại. Sai thì mình phải chấp nhận thôi. Tàu cá của gia đình ngư dân này lắp đặt máy tàu cá không đúng chuẩn nên không được đăng ký. Thế nhưng vì lý do mưu sinh, ngư dân vẫn đưa tàu đi đánh bắt dù không được cấp phép. Đây là tàu cá thuộc diện có nguy cơ cao, vi phạm về chống khai thác bất hợp pháp. Vì thế, mỗi tháng đôi lần, những đảng viên bộ đội biên phòng đều tìm cách tiếp cận, trao đổi với ngư dân. Qua đó, vừa tuyên truyền về đường lối, quy định trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, vừa nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của từng chủ tàu cá để cùng đưa ra hướng giúp bà con tháo gỡ. Hiện tại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã phân công 40 đảng viên đồn biên phòng phụ trách 139 gia đình chủ tàu cá có nguy cơ cao vi phạm. Khi mà đảng viên đã phụ trách từ 2 đến 3 tàu cá có nguy cơ cao thì là sẽ nắm rất rõ về cái hoàn cảnh và cái điều kiện của các gia đình, vì sao người ta vi phạm, rồi có cái hướng nào để giải quyết cho gia đình đó không, thì từ đó là công tác tuyên truyền nó sẽ hiệu quả hơn. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kịp thời giải quyết những nguyên nhân dẫn tới hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tỉnh Phú Yên nói riêng và các địa phương Nam Trung Bộ nói chung đã từng bước chủ động kiểm soát các nguy cơ. Đồng thời, các địa phương còn đẩy mạnh việc ứng dụng số hóa trong quản lý tàu cá, quản lý sản lượng hải sản khai thác. Mở các nhiều đợt cao điểm để chống khai thác là tăng cường tuần tra, xử lý các cái phương tiện vi phạm, nhất là cái phương tiện của tàu cá 30. Chúng tôi đã phối hợp với chức năng, các cái lực lượng chức năng đã kiểm tra giám sát chặt chẽ các cái đội tàu đánh bắt xa bờ trên cái hệ thống VMS. Việc cái ứng dụng cái số hóa quản lý đội tàu là tôi thấy là một cái là rất là khoa học. Chúng tôi đã thường xuyên khi mà anh em trực ở ban tác chiến thì chúng tôi đã mở và đã theo dõi các cái tất cả các phương tiện, các cái tàu cá của Phú Yên đang đánh bắt ở khu vực nào, biết được tàu cá nằm ở khu vực nào, là gần với cái vùng biển của nước ngoài, để chúng tôi có cái nhắc nhở, yêu cầu để không có vi phạm. Đối với đội tàu xa bờ, khai thác vùng xa, vùng khơi của tỉnh, là ngày chúng tôi đều cập nhật trên cái hệ thống thông tin giám sát tàu cá, đều nắm được tàu thuyền đang ở đâu, đánh bắt ở chỗ nào, và hỗ trợ tích cực trong công tác quản lý cũng như công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến thời điểm hiện tại, dữ liệu 100% tàu cá từ 15 mét trở lên của các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận đã hoàn thành đăng ký trên hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia VN Fishbase. Ngoài ra, tất cả các tàu cá đều phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử qua phần mềm CDT-VN của Tổng cục Thủy sản. Nhờ vậy, toàn bộ hải trình của chuyến biển, sản lượng cá đánh bắt được và thông tin về các cá thể cá riêng biệt được theo dõi và lưu trữ tại máy tính của Chi cục Thủy sản tỉnh. Không chỉ vậy, lực lượng biên phòng còn hỗ trợ ngư dân thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển bằng điện thoại thông minh. Không tham gia chuyến biển, dù ở nhà, nhưng chị Cúc vẫn có thể biết được tường tận những vị trí tàu cá của gia đình đã và đang đánh bắt. Chuyến biển liệu có trúng cá hay không?
trước kia là đâu có mấy đây đâu nói. La lắm chứ chị, đâu có biết ghi ở chỗ nào nào. Bây giờ mở đi lên thấy được nằm được chỗ đá. Biết được nằm chỗ đá là không, chị là biết chỗ đó là ca kế. Một số cái phần mềm hiện nay là coi như cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc quản lý của các cơ quan quản lý, và đồng thời thuận tiện cho việc ngư dân hoặc là các tổ chức tham gia trong các lĩnh vực thủy sản có thể là giải quyết công việc được nó nhanh hơn, nó gọn hơn, bớt tốn thời gian, bớt tốn chi phí trung gian. Bên cạnh sự nỗ lực của các địa phương ven biển, những quy định về mặt pháp lý mới ban hành một cách kịp thời, trên cơ sở tạo cơ chế, chính sách, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu đã góp phần loại bỏ những nguy cơ khai thác hải sản bất hợp pháp. Thông tư số 06 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về đăng ký, xóa đăng ký, đánh dấu tàu cá là minh chứng cụ thể. Thống kê từ Bình Định đến Bình Thuận, hiện có khoảng 5.500 tàu cá thuộc diện 3.0, không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép khai thác hải sản. Những tàu cá thuộc diện nguy cơ cao, vi phạm chống khai thác hải sản bất hợp pháp này đang được các địa phương rà soát, thống kê và tổ chức đăng ký, đăng kiểm theo thông tư 06. Tàu cá này dài gần 15 mét, công suất máy hơn 400 mã lực. Nhưng sau khi sửa chữa và làm mới một số bộ phận trên tàu cá từ 2 năm nay, chủ tàu chưa hoàn thành thủ tục đăng ký. Vì thế, tàu cá không được cấp số kiểm soát mà vẫn đánh bắt hải sản. Nay được thông báo cho phép đăng ký theo quy định, chủ tàu nhanh chóng phối hợp với trung tâm đăng kiểm tàu cá, hoàn tất hồ sơ pháp lý cho phương tiện đánh bắt hải sản của mình. Trước kia là mình đóng tàu xuống đó là quy định đó là mình cũng là thiếu tiền, là cũng là đóng tàu xuống là cũng chưa đủ tiền để làm giấy tờ. Nay là có chính phủ hỗ trợ, nhờ chính phủ hỗ trợ làm giấy tờ đó là mình cũng ưu đãi, mình cũng thấy là cũng thấy kèm tới cũng ưu đãi, bà con cũng thấy cũng hài lòng. Để mình khi mình có cái góp được cái số tiền đây là mình làm giấy tờ để cho hoàn tất để mình ra vô cảng. Bây giờ là có quy định đây là những gì không giấy tờ là người ta họ mất. Là họ mua là bây giờ là nhà nước cho làm. Thì học kia là làm không được. Giờ chấp nhận làm mà. Giờ có tốn cũng phải làm, không có bỏ nữa. Ủy ban châu Âu đưa ra 4 nhóm khuyến nghị cần thực hiện để gỡ thẻ vàng thủy sản gồm: 1 là khung pháp lý, 2 là theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, quản lý đội tàu. Thứ 3, phải chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Cuối cùng là vấn đề thực thi pháp luật. Hiện nay, 28 tỉnh thành ven biển của cả nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan và xây dựng được cơ sở dữ liệu tàu cá kết nối từ trung ương đến địa phương, đáp ứng 2 khuyến nghị đầu tiên. 2 khuyến nghị còn lại cần sự nỗ lực từ chính quyền địa phương, ngành quản lý trực tiếp và chính ngư dân. Chúng tôi cũng xem xét để coi như tức là đưa ra những cái nhóm mà từng nhóm có theo cái nguy cơ có thể vi phạm, là có thể đưa ra những cái khuyến cáo hoặc những cái biện pháp đề xuất xử lý. Tuy nhiên là từ sự coi như đồng bộ dữ liệu và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra chưa có đảm bảo được các yếu tố đồng bộ nhau hoặc là liên kết với nhau. Đối với đội phòng thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với ngành thủy sản và các cái đồn với chi cục thủy sản để tăng cường tuyên truyền vận động bà con để đi đăng ký, rồi nếu mà các phương tiện nào mà không đủ điều kiện khai thác thì yêu cầu bà con không tham gia khai thác, không tham gia khai thác. Và tăng cường cái kiểm tra kiểm soát và phát hiện những cái tàu cá mà không đủ điều kiện ra khơi thì chúng tôi sẽ xử phạt. Không gỡ được thẻ vàng, ngành thủy sản cả nước không chỉ tổn thất hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm mà còn gia tăng gánh nặng kiểm soát hải quan đối với sản phẩm nuôi trồng thủy sản xuất khẩu. Ngoài ra, việc bị cảnh báo thẻ vàng cũng như việc khắc phục thẻ vàng chậm, không hiệu quả sẽ làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Do đó, việc chủ động kiểm soát các nguy cơ nhằm sớm gỡ thẻ vàng thủy sản là điểm mấu chốt để chứng minh trách nhiệm kiểm soát nguồn lợi thủy sản và hợp pháp của các tỉnh thành ven biển nói chung và các tỉnh Nam Trung Bộ nói riêng. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Phát triển thủy sản bền vững cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.